vị, quý vị đang theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn và đây là phần tin châu Á. Giải Nobel đầu tiên của năm nay 2016 đã được trao cho nhà sinh học tế bào người Nhật Bản là giáo sư Yoshinori Osumi. Công trình khám phá ra cơ chế tự thực của tế bào đã mang về cho Nhật Bản giải Nobel y học thứ 6 trong lịch sử các giải Nobel. Giải Nobel y học lần thứ 106 được công bố tại Viện Karolinska Stockholm Thụy Điển vào hôm 3 tháng 10. Giải được trao cho giáo sư Yoshinori Osumi nhờ khám phá các cơ chế phân tách và tái tạo tế bào trong quá trình tự thực. Thuật ngữ tự thực được nhà khoa học Christian Leduc sáng chế và nhờ đó giành giải Nobel y học năm 1974. Cơ chế tự thực là cách các tế bào tái chế các thành phần của chính mình. Nay sau hơn 25 năm nghiên cứu, giáo sư Osumi đã tìm ra cơ chế hoạt động của quá trình này, đồng thời định vị những loại gen tác động đến quá trình tự thực. Khi tôi còn trẻ, giải Nobel đối với tôi như một giấc mơ, nhưng khi tôi bắt đầu công trình nghiên cứu của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được nó. Các chuyên gia đánh giá đây là một thành tựu lớn có đóng góp quan trọng trong ngành y học, đặc biệt là việc ngăn ngừa sự phát triển của ung thư và chống lại các bệnh như tiểu đường. Giải thưởng hiện kim của giải Nobel y học là 8 triệu krona Thụy Điển, tương đương 933.000 đô la Mỹ. Giải Nobel vật lý, hóa học và hòa bình sẽ lần lượt được công bố trong tuần này. Các giải kinh tế và văn học sẽ công bố vào tuần sau. Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Thượng Hải hôm đầu tuần đã yêu cầu một công ty phân phối sản phẩm cho một số thương hiệu thức ăn nhanh Trung Quốc phải nộp phạt hàng chục triệu nhân dân tệ vì vi phạm các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất và bán sản phẩm kém chất lượng. Theo Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Thượng Hải SFDA, cơ sở bị kiểm tra có tên là công ty thực phẩm Husi Thượng Hải. Cả doanh nghiệp này và công ty mẹ là tập đoàn OSI của Trung Quốc đều bị yêu cầu phải nộp số tiền phạt lần lượt là 17 triệu nhân dân tệ và hơn 7 triệu nhân dân tệ sau khi những cáo buộc phạm pháp được cơ quan chức năng đưa ra. Đây đều là những công ty nằm trong danh sách đen và thường xuyên bị theo dõi bởi nhà chức trách nước này. Tất cả những sản phẩm mà chúng tôi kiểm tra đều là hàng giả và thực phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên, đây được xem là hành vi vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm, chứ không được khép vào tội hình sự. Do vậy, chúng tôi trước mắt chỉ ban hành lệnh xử phạt hành chính. Husi hiện là nhà phân phối thực phẩm cho tập đoàn mẹ OSI của Trung Quốc, đồng thời cũng từng là nhà phân phối cho một số thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng thế giới như McDonald's, Yum Brands, KFC và Pizza Hut. Trước đó, hồi năm 2014, Husi cũng đã từng bị cơ quan chức năng phát hiện các hành vi cung cấp thịt hết hạn sử dụng cho một số nhà hàng thức ăn nhanh tại Trung Quốc. Thưa quý vị, sau vụ hai bệnh nhân lớn tuổi ở một bệnh viện tại Yokohama bị đầu độc, cảnh sát Nhật Bản đã mở rộng điều tra những vụ việc tương tự xảy ra trước đó để trả lời cho câu hỏi có hay không hành vi giết bệnh nhân lớn tuổi hàng loạt ở bệnh viện này. Vào hôm 18 và 20 tháng 9, hai bệnh nhân nam 88 tuổi ở lầu 4 bệnh viện Yokohama đã tử vong. Khám nghiệm cho thấy hai cụ ông đã bị đầu độc thông qua ống truyền thức ăn. Chưa có ai bị bắt giữ. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra sang những ca tử vong tương tự ở cùng tầng lầu tại bệnh viện này. Từ tháng 7 đến tháng 9, đã có 46 bệnh nhân lớn tuổi của lầu 4 bệnh viện này qua đời. Nếu tính trong vòng một năm qua, số ca tử vong tại lầu này là 8 ca mỗi tháng. Tôi nhận thấy rằng tần suất bệnh nhân qua đời đang tăng dần, hồ sơ bệnh án không cho thấy dấu hiệu lây nhiễm nào. Giám đốc bệnh viện Yokohama cho rằng không thể loại trừ khả năng người trong bệnh viện cố ý hạ độc các bệnh nhân này. Tại Nhật Bản, tình trạng dân số già đang là áp lực đối với hệ thống y tế. Trong khi đó, nhân viên ngành này đang có mức lương thấp và số giờ làm việc dài, một vấn đề mà chính phủ đã nhiều lần nói đến. Trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015, số vụ bạo hành bệnh nhân lớn tuổi phát hiện được đã lên đến 300 vụ, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Triển lãm điện tử lớn nhất châu Á CITEC vừa khai mạc vào hôm qua tại Tokyo, Nhật Bản, quy tụ những công nghệ robot hiện đại và độc đáo. Đáng chú ý có robot Kirobo Mini của hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Toyota. Đây là con robot đối thoại được chế tạo để làm bạn với những người cô đơn. Toyota là hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, nhưng nay hãng đã lấn sân sang lĩnh vực robot với hàng triệu đô la chi phí đầu tư. Và Kirobo Mini sẽ là sản phẩm robot đầu tiên gắn mác Toyota trên thị trường. Tại triển lãm CITEC, Toyota ra mắt robot đối thoại Kirobo Mini có thể làm bạn với người cô đơn. Kirobo Mini chỉ cao 10cm, có thể đặt ra những câu hỏi thể hiện sự quan tâm đối với con người. Xã hội Nhật Bản đang đối mặt với hai vấn đề nghiêm trọng. Một là dân số già, ước tính đến năm 2060, tỷ lệ người trên 65 tuổi sẽ chiếm 40% dân số. Hai là tỷ lệ sinh cực thấp, do thanh niên Nhật Bản không có ý niệm về chuyện kết bạn, yêu đương hay hôn nhân và sinh con đẻ cái. Thậm chí hiện tượng Hikikomori trở nên phổ biến. Đây là khái niệm chỉ những thanh thiếu niên Nhật Bản ở trong nhà thời gian dài, không muốn ra khỏi nhà hoặc giao tiếp xã hội. Kirobo Mini được đặt kỳ vọng sẽ thay đổi chuyện đó. Nhiều người cho rằng chiếc xe là bạn đồng hành, cũng có người nghĩ là phương tiện đi lại. Chúng tôi muốn tạo ra con robot này để thể hiện rằng máy móc cũng có thể làm bạn với con người. Chúng tôi đang làm việc trong một môi trường có nhiều sản phẩm tương tự, chẳng hạn Aibo của Sony. Kirobo Mini sẽ chính thức được bán ra vào năm sau tại Nhật Bản với giá 39.800 yên, tương đương 400 đô la Mỹ.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin châu Á và phần tiếp theo chúng tôi sẽ quay trở lại với các thông tin nổi bật khác của thị trường Việt Nam. Bộ Công Thương cam kết bỏ quy định kiểm tra formaldehyde và amin thơm cho doanh nghiệp dệt may. Gặp gỡ Chủ tịch nước, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị cơ chế đặc thù cho thành phố.